Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng nhân gian giới. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng, tác giả Trạch Chư, tiếp chương 561, đánh thành một đoàn. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Chỉ là thời gian cấp bách, Viễn Tổ còn chưa kịp học được Long Thiên Hỗn Đạo thuật số thì Thanh Mộc Phong đã mệt chết rồi. Từ đó về sau, ngàn vạn năm trôi qua, lại không còn long tộc nào triệu hoán Viễn Tổ nữa. Sau khi kẻ giả mạo là Hứa Ứng bị long tộc của Long Đình phục sinh đoạt xá hiến tế cho Viễn Tổ, Đại Long mới từ Uyên Hải trở lại hiện thế. Lão hoàn toàn không biết gì về chuyện đã xảy ra trong ngàn vạn năm này. Tối đen như mực vậy, chúng ta phải làm gì mới có thể tìm được A Ứng đây? Quả chuông hỏi. Tổ thần đi trở về nói, chúng ta cứ đi tới nơi thiên đạo đang khuếch trương, nhất định có thể tìm được hắn. Các ngươi nhìn lên bầu trời đi, có phải có thể nhìn thấy một đường quang mang hay không? Quả chuông nhìn lên trời cao, quả nhiên có một đường ánh sáng mỏng manh. Đó là dây câu của ta. Ta đã thả lưỡi dây câu này vào trong ánh sáng ở chỗ Hứa Ứng. Vật này là thủ đoạn bảo mệnh của chúng ta, cũng là đèn dẫn đường của chúng ta. Tổ thần đi vào trong bóng tối. Hứa Ứng không thể khôi phục được thiên đạo nhân gian giới là bởi vì tu vi thực lực của hắn không đủ để chống lại bóng tối. Nhưng chỉ cần ta đi vào trong khu vực thiên đạo kia, lấy được thiên đạo nhân gian giới ở nơi đó, thì có thể phóng đại tu vi, bằng vào tu vi của ta, kéo dài toàn bộ nhân gian giới về trong ánh sáng không phải nói chơi. Quả chuông vội vàng đuổi theo. Nó lặng yên nói, Long gia, ngươi cảm thấy lời này có đáng tin không? Đại Long nhớ tới biểu hiện của tổ thần trước đó nói. Nói là nói thật, nhưng có thể làm được hay không thì sẽ rất khó nói. Quả chuông rất tán thành. Tổ thần nói, các người mau tới gần, đi vào bên trong thiên đạo đạo tràng của ta, đừng có lạc mất. Sau khi bọn họ đi không bao lâu, tiên đế chí tôn chậm rãi đi ra từ bên trong dòng sông linh quang, trên người như khoác ngân hà. Đợi tới lúc lên bờ, lão rũ nhẹ vài cái, ngàn vạn tinh thần bay xuống, lão hóa thành linh quang trở lại lòng sông. Lần này lão rơi vào bên trong dòng sông linh quang, nếu không có Đại Long quấy Trường Hà lấy thực lực của lão từ trên mặt sông đi đến nơi này chỉ cần thời gian nửa ngày mà thôi. Nhưng dòng sông linh quang bị Đại Long thổi phát, dòng nước chảy xiết cuốn lão vào trong linh quang, không thể phân biệt được phương hướng. Lão còn phải thời thời khắc khắc chống lại dòng sông chảy xiết này, rào sát áp bách, một đường gian khổ vô cùng, lúc này mới tìm được bến thuyền nhân gian giới. Trên người lão cũng có vài vết thương, tu vi cũng hao tổn rất lớn, nhưng một khắc sau những vết thương này đã lập tức khỏi hẳn. Đây cũng là chỗ cường đại của chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh nội luyện đại đạo chi cảnh, là đệ tử Thanh Huyền, tên đế chí tôn được Thanh Huyền truyền thụ, tu thành lục cảnh, trong đó có hỗn độn hải đạo cảnh chủ quản thân thể hoạt tính, có thể cho thân thể của lão thời khắc ở vào trạng thái đỉnh phong. Tên đế chí tôn nhìn về phía bóng tối, hơi do dự đi vào trong bóng tối. Khi lão đi, Cửu Cung Đạo Quân, Thái Nguyên Đạo Nhân và La Thánh Nhân cũng lần lượt đi ra từ trong Trường Hà, mình đầy thương tích, thở hồng hộc, tu vi cũng tổn hao rất nhiều. Mình tôn không có ở nơi này, chắc chắn hắn còn chưa lên bờ. Thái Nguyên Đạo Nhân nói, tu vi của hắn hẳn là thua chúng ta một chút, có cần chờ hắn không? Cửu Cung Đạo Quân lắc đầu nói, không cần chờ hắn. Minh Tôn không một lòng với chúng ta, chắc chắn hắn sẽ không đi cùng với chúng ta. Chư vị, lần này chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực. Ánh mắt của lão đảo qua Thái Nguyên Đạo Nhân và La Thánh Nhân, trịnh trọng nói, rất có thể những bằng hữu kia của chúng ta năm đó đã giả chết, ẩn nấp ở nhân gian giới. Nếu như chúng ta còn lục đục với nhau, chỉ sợ sẽ chết trong tay bọn họ. La Thánh Nhân nói, người yên tâm, chúng ta mới là đạo hữu. Là đạo hữu có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lúc này ba người mới cùng nhau đi vào trong bóng tối. Bọn họ vừa mới rời đi, bóng tối gần đó co giật, một bóng người màu đen xuất hiện, nhìn về phương hướng phía bọn họ rời đi, trong mắt phát ra ánh sáng yếu ớt. Bà lão già này thế mà lại tới đây, đúng là âm hồn bất tán. Ánh mắt của gã lóe lên, hảo bằng hữu trong miệng bọn họ, chỉ là ta hay là những người khác đây? Gã cẩn thận suy nghĩ, hẳn là không phải nói gã. Gã bị lưu đày tới đây chứ không phải là giả chết.
mà đám người cửu cung nói là giả chết ẩn thân ở đây. Bóng người màu đen thầm giật mình, chẳng lẽ là bọn họ? Gã thật sự gặp được mấy cường giả ở hắc ám nhân gian, nhưng bởi vì đôi bên đều phát hiện đối phương rất cường đại nên không dám đối mặt, cho nên đều nhanh chóng bỏ chạy. Chương 562: Cường giả thời tiền sử. Chẳng lẽ người mà mấy lão giả kia muốn tìm chính là bọn họ sao? Mà tại địa tiên giới, nơi bến thuyền Thiên Hải, Thập Phế Thiên Quân Liệu Quan Nhất thu hồi kim thuyền tam giới, lấy tay chụp tới, chỉ thấy dòng sông chấn động mạnh, từng đầu bất diệt linh quang từ dòng sông bay lên, chính là 9 sợi râu rồng. Liệu Quan Nhất thu hồi 9 sợi râu rồng này, cười nhẹ: "Những lão bằng hữu trên chiếc thuyền kia, các ngươi vĩnh viễn đừng có hòng trở về nữa." Tiên binh tiên tướng trấn thủ nơi đây thấy thế, nhào nhào tế tiền khí lên, thôi động tiên trận tấn công Liệu Quan Nhất. Liệu Quan Nhất cười lớn, vươn người đứng dậy, trước khi chúng tiên gia sông tới đã phá không lao đi, biến mất không còn tăm tích. Tiên giới, cửu thiên đệ nhất trọng, Viêm Thiên. Trường Sinh Đế chắp tay đứng đó, tay áo đón gió tung bay, thản nhiên nói: "Người đến xin dừng bước." Gã trải rộng đạo tràng ra, cây mai sau lưng treo hai quả đạo quả màu xanh, bên cây mai còn có vài đóa đạo hoa chưa kết quả. Liệu Quan Nhất cất bước đi tới, dò xét xung quanh một lượt, nghi hoặc nói: "Đây là tiên giới chư thiên mới xây dựng sau khi ta bị lưu đày ư?" Trường Sinh Đế nhìn về phía Liệu Quan Nhất, chỉ cảm thấy gã có vẻ hiền hòa, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi mình đã gặp người này ở nơi nào hay chưa. Mặc dù Liệu Quan Nhất khi xưa vang danh thiên hạ, nhưng sau khi thay đổi triều đại, bởi vì hắn bị lưu vong mà mai danh ẩn tích. Trường Sinh Đế là về sau chứng đạo xưng đế, bởi vậy nên không biết gì về gã, chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp mặt bao giờ. "Người là người phương nào?" Trường Sinh Đế thần sắc ngạo nghễ nói: "Mau xưng tên ra, tự tiện xông vào cửu thiên, hôm nay quả nhân sẽ bán cho ngươi tội chết." Thập toàn đạo tổ Liệu Quan Nhất. Liệu Quan Nhất nói. Trường Sinh Đế nghe vậy thì ngẩn ra, cẩn thận suy tư một lát mới mỉm cười: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Thập Phế Thiên Quân Liệu Quan Nhất. Nghe nói năm đó các hạ 10 lần chứng đạo, 10 lần thất bại, bởi vậy nên mới được gọi là Thập Phế. Trở về đi, nể tình ngươi có công với xã tắc tiền giới, ta sẽ miễn tội chết cho ngươi." Liệu Quan Nhất dò xét hắn tâm một lượt, lộ ra vẻ khinh thường: "Bọn ta vất vả lắm mới lật đổ được cựu triều, hủy bỏ cựu đạo, thành lập tân triều, xác lập tân đạo. Tiểu quỷ nhà ngươi càng sống càng thụt lùi, thêm bà nhặt lại thứ mà bọn ta vứt bỏ. Những thứ mục nát này đều có một bộ, ngươi cũng muốn phục hồi luôn sao?" Trường Sinh Đế giận tím mặt. Năm đầu hắn ta cũng muốn trùng kích chí tôn cảnh, nhưng chí tôn cảnh thật sự rất khó khăn. Đại đạo cảnh chứng đạo pháp khó thành, càng khó khăn hơn nữa chính là động nguyên cấp chí tôn. Động nguyên như thế đã dần dần mất đi trong 60 vạn năm lịch sử kia, chỉ còn lại duy nhất một động nguyên tiên đình chí tôn. Gã chỉ là một cái thiên quân, biết đi đâu để tìm một cái động nguyên cấp chí tôn đây? Nếu không phải hết đường xoay sở, ai lại nguyện ý đi theo con đường chứng đạo đại la thiên chứ? "Thập Phế Thiên Quân, ngươi chẳng qua chỉ là một tên thiên quân phế vật, thế mà cũng dám cậy già đến mặt ở trước mặt ta ư?" Trường Sinh Đế đè tức giận trong lòng xuống, thản nhiên nói: "Xem ra hôm nay ngươi rất khó toàn thây đi ra khỏi cửu thiên." "Gọi ta là Thập Toàn Đạo Tổ." Liệu Quan Nhất đi ra phía trước. Sau một lúc lâu, đạo thụ của Trường Sinh Đế bị gãy, đạo quả rơi xuống, đạo hoa tàn lụi. Vị đại đế thiếu niên ngửa mặt lên trời ngã xuống, trên mặt và ngực có thêm hai dấu chân. Liệu Quan Nhất đứng ở bên cạnh hắn ta, hờ hững nói: "Bọn ta vất vả đánh ra giang sơn là để cho các ngươi tiếp tục đi tới đích theo con đường của bọn ta, phát dương quang đại tân đạo, không phải để cho các ngươi quay lại đường cũ, không có tiền đồ." Gã mắng mỏi một hồi rồi tiếp tục đi về phía trọng thiên thương thiên tiếp theo. Trường Sinh Đế hai mắt vô thần nhìn lên thương thiên. Trong hắc ám nhân gian giới, Ngựa Ứng không ngừng đi sâu vào trong khu vực bóng tối, tìm kiếm vị trí của Thúy Nham. Dựa theo nội dung của bức bích họa kia, Thúy Nham là từ thiên tiên rơi xuống. Dựa vào quỹ tích của Thúy Nham rơi xuống, nơi đó tiếp đất hẳn là ở phía trước. Mấy ngày qua, hắn đã đi hết mấy trăm vạn dặm, vượt qua trăm sông ngàn núi, thậm chí là vượt biển. Dọc theo con đường này có vô số nguy hiểm, đám táng ở đây chưa từng gặp hắn, cũng không nghe tới uy danh của hắn,
nên đều lần lượt kéo đến trêu chọc hắn. Hứa Ứng vừa đi vừa nghỉ, một đường đánh tới, chỉ là hắn vẫn vài lần gặp phải nguy hiểm. Trong đó có một lần hắn đi qua một dãy núi âm trầm, trên núi có rất nhiều cung khuyết nguy nga tráng lệ, xung quanh còn có rất nhiều tiên sơn sụp đổ rơi xuống trên mặt đất. Nơi này hẳn là một vùng đất từng cực kỳ cường thịnh ở nhân gian giới. Hắn cũng gặp phải một con táng ở đây. Con táng kia nhìn thấy hắn, thân thể khẽ nhúc nhích, hiện ra đạo cảnh thất trọng mục nát, đen tối vô cùng. Đạo cảnh lục trọng đối với cảnh giới thiên quân, đạo cảnh thất trọng ứng đối với đại la kim tiên và chí tôn cảnh. Hứa Ứng giật mình, không dám có bất cứ dị động nào, cứng đờ đứng im ở đó. Nhưng con táng kia giống như có linh trí cao hơn hẳn đám táng trước đó, chỉ liếc mắt nhìn hắn vài lần thì lại tiếp tục đứng ở trong phế tích, giống như đang nhớ lại những năm tháng đã qua và những con người đã biến mất khi đó. Lực lượng của nó quá mạnh, bóp méo thời không, xung quanh Hứa Ứng phải đi rất lâu, lúc này mới đi ra khỏi đạo tràng của nó. Hứa Ứng trong lòng còn sợ hãi, nhưng trong lòng lại thấy tò mò hiếu kỳ hơn. Tu vi thực lực của táng càng cao thì càng thông minh, không biết nó chỉ là số ít hay tất cả đều là như vậy. Nếu như tất cả đều là như thế, như vậy loại sinh vật táng này không thể gọi thi thể nữa, mà là một loại sinh mệnh có trí tuệ. Anh đi ngang qua một chiếc hồ lạnh lẽo, đột nhiên cảm ứng có một cỗ rung động kỳ dị, sâu xa, khó hiểu chảy xuôi ở trong không gian thời gian. Trên làn da của hắn lập tức nổi hết da gà, giống như gió thổi lạnh vậy. Cùng lúc đó, vô lậu kim thần lập tức bị đè ép, cảm giác áp bách đến từ mọi phương hướng, ý đồ xâm nhập vào trong thân thể hắn. Thúy Nham. Hứa Ứng lập tức hiểu ra nguồn gốc của cỗ rung động này là gì, trong lòng không khỏi giật mình. Không rõ Thúy Nham còn cách hắn bao xa, rung động do nó phát ra đã để hắn cảm nhận được cảm giác áp bách vượt xa táng đạo cảnh lục trọng. Càng đến gần Thúy Nham, chỉ sợ áp lực sẽ càng lớn hơn, không biết vô lậu kim thân của ta có thể chịu đựng được hay không. Hứa Ứng lần theo cỗ rung động này, không biết đi qua bao nhiêu lâu, ảnh hưởng của Thúy Nham đối với hắn càng lúc càng lớn, ép tới mức vô lậu kim thân của hắn đứng ở biên giới sụp đổ, có thể bị phá bất cứ lúc nào. Lực ảnh hưởng của Thúy Nham có thể quét sạch toàn bộ nhân gian giới, có thể nghĩ cố đại đạo lực này mạnh tới mức nào. Năm đó Ngộ Không đạo nhân có thể kiên trì hơn 60 vạn năm, ngồi ở trước vết sách của Động Uyên Thái Thượng, ta nhất định cũng có thể. Hứa Ứng cắn chặt răng, xem áp bách của Thúy Nham như động lực, tiếp tục đi đến phía trước. Tốc độ của hắn càng ngày càng cao. Vì tăng vô lậu kim thân lên tới mức cực hạn, hắn đã phòng bế tại mắt mũi miệng, cùng với tất cả khí quan có lỗ thủng ở trên người, chỉ để có thể kiên trì được lâu hơn. Năm đó sở dĩ Ngộ Không đạo nhân có thể kiên trì 60 vạn năm cũng là bởi vì gã đã phong bế tất cả giác quan của mình. Bây giờ Hứa Ứng chủ động phong bế một chút giác quan của bản thân để có thể đi xa hơn một chút. Ngay lúc hắn không thể tiếp tục kiên trì được nữa, phía trước bỗng nhiên có ánh sáng truyền đến. Hứa Ứng thấy được một con táng hình người. Nó giống hệt như người bình thường, không phải giờ sống giờ chết như loại táng bình thường kia. Con táng kia thân mặc đạo bào, ngồi trong một tòa đạo quan, bên cạnh có từng bóng người xen vào, là từng nhân loại còn sống. Bọn họ ngồi ở dưới táng, giống như đang cẩn thận lắng nghe táng giảng đạo. Táng là một lão già, lão nói rất chậm. Hứa Ứng tới đây chỉ cảm thấy áp lực do Thúy Nham mang tới bỗng nhiên nhẹ hẳn đi. Lúc này hắn mới để ý thấy xung quanh táng tổng cộng có 8 tầng đạo cảnh, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Tồn tại đại la đạo cảnh hoặc chí tôn cảnh đỉnh phong, cường giả như vậy cũng bị Thúy Nham đạo đồng hóa. Hứa Ứng lo sợ bất an, loại tồn tại này chỉ cần dùng một suy nghĩ có thể giết chết mình. Lý trí nói cho hắn biết nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng hắn lại không đỡ rời đi, bởi vì hắn nghe được con táng kia đang giảng đạo. Giảng đạo của nó khác với thiên đạo, không giống với tiên đạo của địa tiên giới, cũng khác với đại đạo thời cổ lão, càng không giống với đại đạo của nhân gian giới. Hứa Ứng nghe một lát thì đánh giá già lão giảng về đạo lý ẩn chứa trong Thúy Nham, một loại đại đạo cực hạn, đạo lý nhắm thẳng tới cuối cùng. Hắn dừng lại ở biên giới đạo cảnh không biết bao lâu. Dần dần trôi qua, từ rốt đặc cắn mai, đến khi dần dần lĩnh hội một phần đạo lý của con táng kia đang giảng. Thúy Nham đạo không còn xa lạ như thế nữa, hắn cũng không sợ hãi nó như ban đầu. Lúc này, con táng kia cũng đình chỉ giảng đạo. Hứa Ứng không người nói, đã tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn đứng dậy rời khỏi đạo cảnh của táng, tiếp tục tiến về phía Thúy Nham,
Chỉ cảm thấy cảm giác áp bách của Thúy Nham đã giảm bớt không ít, hẳn là do con táng cái truyền đạo dẫn tới thay đổi ở hắn. Hứa Ứng quay đầu nhìn các đệ tử đông đảo xung quanh con táng lớn tuổi, mặc đạo bào kia cũng đang tan biến giống như cát bụi. Đệ tử của nó không thể may mắn sống sót qua trận tai nạn kia, nhưng đệ tử này chỉ là do hình chiếu tưởng niệm của nó tạo ra. Nó quá cường đại tới mức tưởng niệm cũng có thể hình thành ảnh hưởng tới hiện thực, nhưng chung quy cũng không phải hiện thực. Nó vẫn còn sống sót trong hạo kiếp, biến thành táng, giữ được trí tuệ cao, thậm chí còn có một phần ký ức. Thế nhưng tất cả mọi thứ thuộc về nó, bao gồm đệ tử của nó, tông môn của nó, thời đại của nó, tất cả đều đã bị chôn vùi. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, khối thủy nham trên một đỉnh núi ở phía trước đập vào mắt. Khối nham thạch kia quả thật rất giống với một chiếc thuyền lớn màu xanh biếc bằng đá. Nằm ở trên đỉnh núi, đầu thuyền kéo xuống dưới, lớn hơn đỉnh núi rất nhiều. Trong bóng tối không có nhiều ánh sáng, nhưng lại có quang mang mờ ảo phát ra ở trên khối thủy nham này. Ánh sáng mông lung như trăng sáng. Hai khối thủy nham, một khối đặt ở địa tiên giới. Hạo Thiên Đế ngộ ra một phần thủy nham thạch khắc, có được Thái Nhất khai ngộ, lật đổ yêu tộc tiên đình, xác lập nhân tộc tiên đình chính thống, thành lập hệ thống tu hành động uyên. Khối thủy nham kia rời đi, mang theo các đạo tổ tổ đình, đạo quân, đạo khắc bộc phát từ bên trong động uyên, chôn vùi thời đại cổ lão. Một khối thủy nham khác ngay ở trên ngọn núi trước mặt Hứa Ứng. Hứa Ứng suy đoán khối thủy nham đã bay đi ẩn chứa vô thượng công pháp, mà khối thủy nham trên đỉnh núi trước mắt lại ẩn chứa vô thượng đại đạo. Cả hai hỗ trợ với nhau có thể tu luyện tới tình trạng siêu thoát chí tôn và diệu cảnh. Hứa Ứng tiến thẳng về trước, nhưng mà theo hắn tới gần, áp lực vô lậu kim thân đón nhận cũng càng lúc càng lớn, lực ảnh hưởng của thủy nham càng lúc càng mạnh. Hứa Ứng tự tin rằng mình bây giờ dù có chạy tới trước vết rách của động uyên thái thượng cũng có thể kiên trì được rất lâu, nhưng đối mặt với thủy nham hắn lại khó mà tới gần. Thậm chí thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện sơ hở, bắt đầu có đạo khóc không biết từ chỗ nào chui vào cơ thể hắn. Mặc dù đạo khóc chui vào cơ thể của hắn rất ít, nhưng càng đến gần thủy nham đạo khóc lại càng nhiều hơn. Nếu cơ tích lũy như thế, nhất định sẽ tạo thành đả kích chí mạng cho Hứa Ứng. Tu vi cảnh giới của hắn bị vây ở phi thăng, không cách nào thành tiên, cho nên nếu hắn bị đạo khóc xâm lấn thì sẽ không bằng mấy bộ xương khô ngoài kia, ngay cả tư cách hóa thành xương khô của hắn cũng không có, chứ đừng nói chi đến biến thành táng, lấy một loại hình dạng khác để sống sót. Vô lậu kim thân của Ngộ Không đạo nhân có khuyết điểm. Đủ loại suy nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Ứng, hắn lập tức nghĩ ra vì sao có khuyết điểm này. Động uyên thái thượng bởi vì có khiếm khuyết nên có một vết rách lớn, bởi thế nên mới là vật vô chủ, cao thủ cấp bậc đạo tổ khinh thường không thèm lấy. Thời đại kia, đám không có bối cảnh để tu luyện vô thượng đạo, hợp thù lực lượng từ trong động uyên thái thượng. Ngộ Không đạo nhân tu luyện chính là thái thượng đạo, gã là người có thành tựu trí cao của thái thượng đạo, mà động uyên thái thượng có khiếm khuyết, nghĩa là thái thượng đạo cũng có khiếm khuyết, đạo pháp thần thông của gã sẽ vì vậy mà có khuyết điểm. Đây chính là nguyên nhân các đạo tổ và Tử Vi hậu không lấy động uyên thái nhất, sơ hở quá lớn, dễ dàng bị người ta bắt lấy cơ hội. Hiện tại vô lậu kim thân rõ ràng còn chưa phá, thì đã có âm thanh đạo khóc rót vào cơ thể Hứa Ứng, nghĩa là vô lậu kim thân cũng giống như thái thượng đạo, tồn tại một vài sơ hở nào đó. Sơ hở này, lúc ở trong động uyên thái thượng, không thể kiểm tra ra được, quyết đấu cùng với những cường giả khác, người khác cũng khó mà phát hiện ra chỗ sơ hở. Nhưng đại đạo do thủy nham tán phát ra lại có thể phát hiện ra loại sơ hở này, từ đó rót đạo khóc vào vô lậu kim thân của Hứa Ứng. Sơ hở này đủ để chí mạng, không biết Ngộ Không đạo nhân có biết về sơ hở này hay không. Hứa Ứng dừng bước, thủy nham từ thiên ngoại rơi xuống nhân gian, đại đạo kia cũng bộc phát, khi đó chỉ sợ lực lượng của thủy nham phải cao hơn hiện tại ngàn vạn lần. Bây giờ thủy nham thuộc thời kỳ bình tĩnh, là thời cơ tốt nhất để tới gần thủy nham nghiên cứu đại đạo của nó, nhưng mà thời cơ tốt nhất này cũng khó mà nắm giữ được, lực lượng của thủy nham thực sự quá mạnh. Hắn bèn ngồi ở dưới chân núi, cẩn thận suy tư về đại đạo mà táng hoặc là đạo bào khi nãy giảng thư hóa giải đạo khóc. Táng mặc đạo bào kia là cường giả tuyệt đỉnh đạo cảnh bát trọng, năm đó hẳn là thiên kiêu nhân tộc, một thần trí tuệ cao tuyệt, dù đạo hóa táng nhưng vẫn phi phàm như thế. Nó muốn truyền thụ đạo lý mình lĩnh ngộ ra cho những đệ tử môn sinh đi theo mình, nhưng những đệ tử môn sinh kia chỉ là hình chiếu ký ức của nó mà thôi. Đúng lúc gặp Hứa Ứng đến, cô coi như có chút duyên phận sư đồ ngắn ngủi,
bởi vậy thứ nó dạy đều là chân truyền. Hứa Ứng vòng đoán thật lâu, đạo khắc tích lũy trong cơ thể cũng càng ngày càng nhiều, dần dần uy hiếp đến tinh bạo của hắn. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, mở to mắt. Cuối cùng, hắn đã lĩnh ngộ thấu triệt thứ mà Táng Mặc đạo bào truyền lại cho mình. Có loại nội tình này, hắn sẽ có thể càng thêm to gan nếm thử. Nếu như suy đoán của ta là thật, như vậy Thái Nhất khai ngộ, phối hợp với Động Uyên Thái Thượng, có thể hấp thu luyện hóa đạo khắc do Thúy Nhàm phát tán. Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên, Thái Nhất tiên thiên công của Hứa gia hẳn là do đương kim tiên đế Chí Tôn truyền lại. Môn công pháp này bắt nguồn từ Thái Nhất khai ngộ của Hạo Thiên Đế. Khai Nhất thái ngộ hoàn chỉnh phức tạp hơn Thái Nhất tiên thiên công rất nhiều, là mấu chốt để lĩnh ngộ ra Động Uyên Thái Nhất. Mà lúc trước ở Tử Vi Tổ Đình, hắn cũng đã luyện thành Động Uyên Thái Nhất. Trước đó không lâu còn triệu hoán Động Uyên Thái Nhất từ trong một thời không khác đến hiện thế. Mặc dù hắn mượn linh khí bên trong Động Uyên Thái Nhất tu luyện, nhưng chưa từng tiến vào bên trong Động Uyên Thái Nhất lĩnh hội Thái Nhất chi đạo bao giờ. Đạo diệu ẩn chứa ở bên trong Động Uyên Thái Nhất có thể là sơ hở của Thúy Nhàm đạo. Muốn xác minh suy đoán này, chỉ có một biện pháp mà thôi. Hứa Ứng hít vào một hơi thật dài, tăng Thái Nhất bất diệt chân kinh lên tới cực hạn. Ở ngoại giới, ta không cách nào vận dụng Động Uyên Thái Nhất, nhưng ở vùng đất lưu đầy nhân gian giới này, ta có thể yên tâm vận dụng Động Uyên Thái Nhất. Chẳng lẽ lão tiền đế Chí Tôn kia còn có thể bị lưu đày tới nhân gian giới hay sao? Đám người thần bà, cô xạ tiên tử đang tu luyện bên trong Động Uyên Thái Nhất. Linh khí bên trong Động Uyên Thái Nhất thật sự quá dồi dào, hơn xa Doanh Châu. Những ngày này, bọn họ chỉ ở biên giới của Động Uyên Thái Nhất mà tu vi thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Linh khí bên trong Động Uyên này gần như rót vào cơ thể bọn họ, tăng tu vi của bọn họ lên. Bọn họ đều là thiên tài do Bồng Lai Tiên Chủ Mạnh Vô Hoài tiền nhiệm tốn hơn 4 vạn năm từ chư thiên vạn giới tuyển ra. Lúc trước, bởi vì Bồng Lai quá nhỏ, tài nguyên không đủ, hạn chế thành tựu bọn họ. Hiện tại Động Uyên Thái Nhất mở rộng để bọn họ tu luyện. Chẳng bao lâu, bọn họ đã tu luyện đến hoàn cảnh thiên tiên, hơn hẳn mấy vạn năm khổ tu trước đó. Thậm chí, Nhàn Vũ Sư Tổ tiến vào Bồng Lai sớm nhất đã bắt đầu trùng kích cảnh giới tiên vương. Tưởng tượng năm đó 7 vị sư tổ Bồng Lai chen chúc trên một tòa tiên sơn lớn chừng bàn tay, thật sự cứ như là một giấc chiêm bao vậy. Bồng Lai thất tổ năm đó bởi vì thiên phú cao, lại là đồng môn, bị Mạnh Vô Hoài đề phòng, bởi vậy đã làm khó dễ 7 người bọn họ, không cho bọn họ có tài nguyên. Đúng vào lúc này, Động Uyên Thái Nhất lại lắc lư dữ dội, đám người còn đang kinh ngạc vô cùng, chờ tới Động Uyên Thái Nhất bay ra bên ngoài Động Uyên Danh Châu bằng tốc độ vô cùng kinh người. Đây là tiên chủ đang triệu hoán Động Uyên Thái Nhất. Đám người hoảng sợ khó hiểu, có Động Uyên Doanh Châu và Động Uyên Thái Nhất bảo vệ, bọn họ mới có thể may mắn sống sót ở nhân gian giới. Nếu như Động Uyên Thái Nhất bay ra khỏi Doanh Châu, bại lộ ở bên trong đạo khắc của nhân gian giới, chẳng phải là bọn họ sẽ chết ở dưới đạo khắc hay sao? Có điều chuyện làm cho bọn họ mừng rỡ chính là sau khi Động Uyên Thái Nhất bay ra khỏi Doanh Châu, đạo khắc lại không xâm lấn. Tiên chủ triệu hoán Động Uyên Thái Nhất này làm cái gì chứ? Thần bà đột nhiên buồn bực nói. Lúc này, Động Uyên Thái Nhất như một cái viên luân khổng lồ, bồng bềnh sau đầu Hứa Ứng, vòng tròn lớn không có biên giới. Biên giới phân chia với bên ngoài mỏng manh vô cùng, thậm chí là không có biên giới. Đám người thần bà cô xạ đứng ở bên trong, có vẻ nhỏ bé vô cùng, còn bé hơn cả sợi tóc của Hứa Ứng rất nhiều lần. Động Uyên Thái Nhất sau đầu Hứa Ứng phát ra linh quang sạch sẽ, linh khí như từng làn khói trắng từ bên trong Động Uyên chảy vào, tạo thành đối lập mãnh liệt so với bóng tối xung quanh. Chương 563: Đánh không lại thì gia nhập. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thôi động Thái Nhất bất diệt chân kinh, cảm ngộ đại đạo ẩn chứa bên trong đạo khắc. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong Động Uyên Thái Nhất cũng có một cỗ luật đạo kỳ diệu truyền đến, tương hợp với đạo khắc. Đạo khắc kia chính là âm thanh phát ra lúc thiên địa đại đạo chết đi. Đạo luật truyền ra từ bên trong Động Uyên Thái Nhất chính là âm thanh phát ra khi đại đạo sinh sôi. Hai loại đạo âm kỳ diệu đạt tới cân bằng gần như hoàn mỹ. Trái tim của Ứng dần bình tĩnh. Cuối cùng hắn cũng chạm đến đại đạo ẩn chứa trong khối Thúy Nham này rồi. Trong cơ thể hắn, nhưng đạo khắc xâm nhập trước đó bắt đầu bị luyện hóa. Đại đạo ẩn chứa trong Thúy Nham bao trùm lên Thái Nhất đạo, cũng dần dần bị hắn lĩnh ngộ ra một chút đạo lý. Chỉ là theo Hứa Ứng lĩnh ngộ trở nên sâu sắc, lại càng cảm thấy Thúy Nham đại đạo cao thâm khó dò. Muốn có được lĩnh ngộ cao hơn, chỉ có thể đi tới bên cạnh Thúy Nham. Hắn đứng dậy tiến về Thúy Nham. Đạo khắc ong ong đánh thẳng tới,
Vô lậu kim thân của Hưởng đã đạt tới cực hạn, đạo khóc bắt đầu ồ ạt xâm nhập vào từ chỗ sơ hở kia. Hưởng thôi động thái nhất bất diệt chân kinh, luyện hóa đạo khóc xâm nhập trong cơ thể. Linh lực linh khí tuôn ra từ bên trong động uyên thái nhất lại càng bằng bạc hơn. Đạo luật truyền đến từ sâu trong bên trong động uyên càng to rõ hơn, tương ánh, tương hợp cùng với đạo khóc. Từng trận trùng kích đáng sợ ùn ùn kéo đến, đám người thần bà, cô xạ, hòa thác ảnh chỉ cảm thấy không gian chỗ mình đứng lắc lư dữ dội. Hứa ứng và động uyên thái nhất lúc này đã giống như một chiếc xe cũ nát, bất cứ lúc nào cũng có thể tàn rã thành từng mảnh. Mà bọn họ chính là hành khách nhỏ bé bên trong chiếc xe đó, còn nhỏ bé yếu ớt hơn cả bụi bặm. Lúc chiếc xe vỡ tan thành từng mảnh, chỉ sợ cũng là lúc mạng của bọn họ kết thúc. Mọi người đừng hoảng. Thần bà nhìn xung quanh một vòng, thu hết sự hoảng sợ của chúng tiên vào đáy mắt, cười nói: ta đã vận dụng thần toán, tính ra tiên chủ chuyến này gặp dự hóa lành. Mọi người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Bình thường giấu thứ gì tốt, không nỡ thì dùng cứ lấy ra. Chúc mừng tiên chủ chuyến này lấy được thành công lớn. Chúng tiên lập tức hoan hô. Thần bà nói với cô xạ và viên thiên cương: các người lưỡng tình tương duyệt, còn chưa chịu thành thân sao? Không bằng hôm nay làm luôn hôn sự đi. Cô xạ và viên thiên cương trong lòng mấy động, cho là bản chuyện chẳng lành. Thần bà cười tủm tỉm nói: đừng có đoán mò, đây là chuyện vui càng thêm vui. Qua hôm nay thì sẽ không có ngày mai. Ta chưa hề nói tiên chủ sẽ chết, đừng có đoán mò. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Hứa Ứng chống đỡ đạo khóc càng ngày càng mạnh đi lên đỉnh núi. Thủy nhàm phía trước gần trong gang tấc, bên ngoài thủy nhàm có rất nhiều hoa văn lúc sáng lúc tối. Hứa Ứng lại khó mà tiến lên nữa, thế là ngồi xuống lĩnh hội thủy nhàm ngay ở thời khắc này. Động uyên thái nhất hệt như một vầng trăng vô biên, nhưng nó còn lớn hơn cả mặt trăng, treo phía sau hắn không ngừng run run dưới sự áp bách của thủy nhàm, giống như muốn vỡ ra. Gặp dự hóa lành, gặp dự hóa lành. Thần bà nhìn chằm chằm vào thủy nhàm bên ngoài, nhỏ giọng thì thầm: nếu lần này bình an, sau khi rời khỏi đây, lão nương sẽ đổi tên thành Phùng Hóa Cát. Chờ đã, tiên chủ vận dụng động uyên thái nhất, nó chiếu sáng như thế, nếu như bị tiên đế chí tôn phát hiện. Nàng ta nghĩ đến đây lập tức bật cười, thầm mắng mình đúng là dốt. Tiên đế chí tôn không ở tiên đình, còn có thể chạy đến nơi chim không thèm ỉa này hay sao? Nàng ta lắc đầu. Táng mặc đạo bào ngẩng đầu lên, ánh mắt thầm thầm nhìn về phía đỉnh núi. Mấy ngày nay nó cũng thấy rõ biến hóa của Hữu Ứng, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác vui mừng, giống như nhìn thấy đệ tử của mình sống lại, trưởng thành dưới sự dạy bảo của nó. Đột nhiên trong lòng nó có cảm giác, quay đầu nhìn, chỉ thấy một lão già thể phách cao lớn từ trong bóng tối đi tới. Là một nhân vật mạnh mẽ, trong lòng quán thầm nghĩ. Tiên đế chí tôn nhìn về phía đỉnh núi có thúy nham, chỉ thấy Hứa Ứng ngồi cách thúy nham không xa, linh khí lực khổng lồ vô cùng trong động uyên thái nhất tràn vào cơ thể Hứa Ứng. Ánh mắt của lão trở nên nóng bỏng, nhìn chăm chăm cảnh này. Động uyên thái nhất biến chín loại lực lượng hoạt tính, thần thức, nguyên khí, hồn lực, âm dương, tâm lực, sinh tử, đạo lý, hư không thành hỗn nguyên, luyện thành thái nhất, cường đại như thế, bất phàm như vậy. 60 vạn năm vun trồng cuối cùng cũng nở hoa kết trái. Tiên đế chí tôn hai mắt rưng rưng, thời khắc này lão thấy được hy vọng thoát khỏi cảnh bị người ta khống chế. Đột nhiên trong lòng của lão có cảm giác, không khỏi quay đầu nhìn lại. Táng mặc đạo bào kia cũng có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía khu vực thiên đạo bao phủ. Tổ thần và quả chuồng đã đi tới nơi, đi đến tập đoàn đạo môn. Tại hạ đại diện sư tổ đồng hạo của tập đoàn đạo môn bài kiến hai vị đạo huynh. Tiểu đồng tiến lên tiếp đón tổ thần và quả chuông. Tiên hạc từ xa thấy cảnh này trong lòng vô cùng vui vẻ. Lão đầu bệnh hoạn và chiếc chuông xấu xí kia vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt lành gì. Đồng đạo tổ bước lên như thế, chết là cái chắc. Sau đó ta sẽ thuận lợi kế vị, trở thành thập toàn đạo tổ. Hạc đạo tổ. Như nằm ngoài dự liệu của nó là, mặc dù quả chuông có vẻ hung dữ xấu xí một chút, và tổ thần mặc dù ốm yếu nhưng không hề ra tay giết người, mà chỉ khách khí hỏi thăm tung tích của Hứa Ứng. Biết được Hứa Ứng đã đi vào trong bóng tối mấy tháng không trở về, tổ thần và quả chuông đều giật mình. Tiểu tiên đồng đồng hạo lo sợ bất an nói: các người quen Hứa đạo tổ sao? Không phải ta muốn xoán vị, mà là Hứa đạo tổ đã biến mất gần 3 tháng, thi thể chắc cũng đã lạnh rồi, cho nên ta mới kế nhiệm vị trí đạo tổ. Tổ thần sau khi tiến vào khu vực hiên đạo,
Tinh thần đã phấn chấn, vết thương đã khỏi hơn nửa, nói: Hứa Ứng là người lanh lợi, nếu hắn chủ động tiến vào trong bóng tối, nhất định là đã nắm chắc có thể tự vệ. Mấy tháng này hắn không trở lại, khẳng định là đã bị nhốt rồi. Qua Chuông nói: Chúng ta đi vào trong bóng tối tìm hắn đi. Đại Long nói: Tìm hắn? Địa tiên giới bao gồm tiên giới, Tổ Đình và chư thiên vạn giới, cùng với một phần thiên hà, vô lượng tinh không, cũng có cả trăm vạn ngân hà lớn nhỏ. Địa vực bao la vô tận, nhân gian giới lớn gấp 10 lần địa tiên giới, đi nơi nào tìm đây? Tổ thần nói: Cách duy nhất chính là ta để khôi phục thiên đạo nhân gian giới, luyện hóa bóng tối, trả lại ánh sáng cho nhân gian giới. Vậy thì cho dù Hứa Ứng có bị vây khốn, cũng sẽ nhờ đó mà thoát ra được. Lão đi lên đỉnh núi Thánh Sơn, cười nói: Lão Long, Quả Chuông, cùng làm chứng cho ta, hôm nay ta sẽ vá trời cho nhân gian. Dung mạo của lão nhanh chóng từ lão niên hóa thành thanh niên, quang mang vô tận bắn ra từ trong cơ thể hắn ta. Trên cơ thể hắn ta càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã cao tới vạn hàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, còn đang không ngừng trở nên cao lớn hơn. Ta chính là tam giới cộng chủ, vũ trụ nguyên thần, vạn thần chi tông, vạn đạo tổ sư. Hai tay tổ thần nâng bầu trời, âm thanh càng vang dội, hóa thành tiếng sấm ầm ầm đổ vang trên thiên mạc các nơi. Bầu trời bị hắn ta chống lên, lực lượng thiên đạo càng ngày càng mạnh, nghiền ép bóng tối xung quanh, dũng mãnh lan tràn ra 4 phương 8 hướng. Ta là ánh sáng của vũ trụ, là chủ của chúng sinh, dưới bầu trời này đều là lãnh địa của ta, tất cả cỏ cây côn trùng, đông đảo chúng sinh đều là chúng sinh của ta. Quanh thân của hắn ta tỏa ra ánh sáng chói mắt, đánh thức thiên địa đại đạo của nhân gian giới, quang mang ầm ầm lao ra bên ngoài giống như thủy triều. Hạo thiên thần lực quả nhiên đánh đầu thắng đó. Đồng thời, đường theo thiên địa đại đạo của nhân gian giới khôi phục, lực lượng của tổ thần cũng càng ngày càng mạnh, hình thành thế cục bổ sung cùng tiến. Mà dưới sự áp bách của hắn ta, dù là táng hay là bộ xương khô, tất cả đều bại lộ dưới thiên đạo. Những sinh vật bóng tối này nhanh chóng chạy trốn, nhưng làm sao có thể thoát khỏi tốc độ ánh sáng mở rộng được. Chết đầu tiên chính là bộ xương khô, từng làn sóng khô lâu ngã xuống, xương cốt vỡ nát chất đầy một chỗ. Táng cũng không thể kiên trì được bao lâu, dù cho bọn họ phát ra đạo khóc chống lại thiên đạo, cũng nhanh chóng hồi phi yên diệt khi bị thiên đạo chiếu sáng. Chỉ có những táng có được lãnh địa trốn ở sâu trong lòng đất mới có thể thoát được một kiếp, nhưng thiên đạo bao phủ cũng sẽ xâm nhập trong lòng đất, chúng cũng không thể trốn thoát được bao lâu. Không lâu sau, táng dưới lòng đất cũng sẽ bị luyện hóa. Đây cũng là uy lực hạo thiên của tổ thần. Quả Chuông nhìn mà kích động tới mức kêu leng keng. À Ứng nhất định sẽ được cứu, Quả Chuông vui vẻ nói. Bên cạnh Thúy Nhàm, Hứa Ứng đang tập trung tinh thần, dốc hết khả năng chống lại đạo khóc, lĩnh hội Thúy Nhàm đại đạo. Đột nhiên thiên địa rung chuyển dữ dội, quang mang bên ngoài Thúy Nhàm kia chớp mắt đã tăng lên gấp 100.000 lần, chống lại thiên đạo xâm nhập, chống lại tổ thần. Tiền đế chí tôn ở phía xa cũng biến sắc, vội vàng lui lại, tránh né sức mạnh của Thúy Nhàm. Nguồn lực lượng kia tăng lên gấp 100.000 lần, gần như muốn tái diễn cảnh tượng Thúy Nhàm diệt thế, thật sự vô cùng khủng bố. Hỏng bét, Hứa Ứng đang ở ngay biên giới khối Thúy Nhàm kia. Tiên đế chí tôn vội vàng nhìn, chỉ thấy bên cạnh Thúy Nhàm, Hứa Ứng đang tập trung, đột nhiên run rẩy dữ dội, kết cấu thân thể xảy ra thay đổi, sau lưng đột nhiên có vô số khớp xương bọc ra, nhanh chóng hóa thành một con táng, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tiên đế chí tôn ngây người. Chết rồi, thành quả của ta, chết rồi ư? Hứa Ứng biến thành táng, thẳng lưng ngước lên, trong miệng phát ra âm thanh đạo khóc bén nhọn. Ta đã bảo các ngươi thành thân rồi mà không nghe, bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Bề trong Động Huyền Thái Nhất, thân bà sắc mặt sáng quét, nói với Cô Xạ và Viên Thiên Cương. Địa tiền giới, Liệu Quan Nhất cuối cùng cũng tiến vào trên Đại La Thiên. Sau lưng gã, Dường Lòng Đế của Cửu Thiên Đế Cửu Trọng Thiên lúc này đang ngủ say, giống như là một đứa hài tử, vừa ngủ vừa nức nở một chút, giống như đang chìm trong cơn ác mộng không thể tỉnh. Một đám phản đồ vô năng. Liệu Quan Nhất phủi tay đi vào trong Đại La Thiên. 9 đại đế như Thường Thiên Thanh Hoa Đế, Hạo Thiên Thải Vi Đế, Huyền Thiên Phù Nguyệt Đế, Quân Thiên Khuyết Lâm Đế đều bị gã đánh bại. Chẳng qua Liệu Quan Nhất cũng không hạ sát thủ, chỉ cho là những vạn bối này một bài học mà thôi. Mục tiêu của gã là Đại La Thiên. Đại La đạo tràng đầu tiên gã đi tới là đạo tràng của Cửu Cung Đạo Quân. Đám người Liễu Như Ý đã sớm loạn thành một đoàn,
Muốn đánh lại không dám đánh, không biết nên làm như thế nào cho phải. Chu Thiên Tử tiến lên nói, vị tiền bối này đến trả thù hay là tới bái phòng? Liễu Quán Nhất mỉm cười, trả thù. Chu Thiên Tử không kiêu ngạo, không tự ti nói, vạn bối là đệ tử của Cửu Cung Đạo Quân, sư phụ không có ở đây, đệ tử phải thủ sơn môn, tiền bối đến trả thù, vạn bối đành phải gánh vác, mong tiền bối tha lỗi. Nói xong lại vận chuyển tu vi xông lên phía trước. Liễu Quán Nhất nhẹ nhàng vung tay áo một cái, Chu Thiên Tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất. Liễu Quán Nhất nói với đám người Liễu Như Ý, các người đỡ hắn ra ngoài đi. Đám người Liễu Như Ý không dám ngăn cản, đành phải đỡ Chu Thiên Tử dậy rời đi. Liễu Quán Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Đại La Đạo Tràng này, cười lạnh nói, Cửu Cung, người còn muốn nấp đến bao giờ nữa? Gã vừa dứt lời, lại có một tôn Cửu Cung Đạo Quân cười lớn từ trên trời giáng xuống. Bay bay đi tới trước mặt Liễu Quán Nhất, cười nói, thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất, năm đó ngươi bị Thanh Huyền lưu đày tới hắc vực, không ngờ ngươi vẫn không chết, còn có thể chạy ra được khỏi đó. Nếu ngươi đã thoát ra, vì sao không trốn đi? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Cửu Cung Đạo Quân này là thiên địa nguyên thần của Cửu Cung Đạo Quân. Đám người Liễu Như Ý đều không biết giữa sân còn ẩn giấu thiên địa nguyên thần của Cửu Cung Đạo Quân. Thấy vậy thì đều giật mình, nhất là Liễu Như Ý. Theo hầu Cửu Cung Đạo Quân hơn 10 vạn năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên địa nguyên thần của lão. Chu Thiên Tử nhìn thấy Cửu Cung Đạo Quân thì thầm thở phào một hơi, thành công rồi. Liễu Quán Nhất hừ một tiếng nói, lần này ta đến chỉ là muốn hỏi ngươi, Thanh Huyền chết thế nào, ngươi chủ động nói, hay là để ta bắt giữ ngươi, sau đó siêu hồn tác phách, tháo rời tất cả ký ức của ngươi ra xem xét từng chút một đây. Cửu Cung Đạo Quân biến sắc, thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất năm đó chính là nhân vật hung ác, đỉnh tiêm, đi theo Thanh Huyền. Bởi vì thường xuyên đạo mộ trộm mộ, học được rất nhiều thủ đoạn, được Thanh Huyền khen ngợi là bảo khố thần thông. Siêu hồn tác phách, tước đoạt ký ức, loại thủ đoạn tà môn này, gã chắc chắn sẽ biết không ít. Cửu Cung Đạo Quân nói, cái chết của Thanh Huyền Chí Tôn không liên quan gì đến ta. Có liên quan gì đến hay không, ta sẽ tự nhìn. Liệu Quan Nhất xông tới trước mặt lão, giơ tay chộp với phía mi tâm. Cửu Cung Đạo Quân vừa sợ vừa giận, cười lạnh. Thập phế, bây giờ ngươi không phải năm đó. Ngươi bị lưu vong ở hắc vực 60 vạn năm. Ngươi cho rằng hiện tại mình còn có thể làm mưa làm gió hay sao? Hãy xem chí bảo diệu cảnh của ta đây. Đại La Đạo Tràng trên đỉnh đầu của lão đột nhiên hiện ra vô số phù văn tiên đạo hoa lệ. Mỗi một cái phù văn tiên đạo đều do một loại tiên gia đại đạo hoàn chỉnh tạo thành. Phù văn xuất hiện, chỉ nghe đạo âm tiên đạo quanh quẩn khắp chư thiên, gia cố cho Đại La Đạo Tràng. Những phù văn kia đột nhiên khép lại vào giữa, hình thành một bản kim thư nặng nề vô cùng, chính là đạo văn kim thư của Cửu Cung Đạo Quân. Liễu Quan Nhất giơ tay lên, 10 tầng đạo vực bộc phát, đối đầu với chí bảo diệu cảnh vạn đạo kim thư, một tay khác chụp về phía Cửu Cung Đạo Quân. Ánh sáng đại đạo của vạn đạo kim thư kia chiếu sáng tiền giới, hình thành đạo quang kim đỉnh ép xuống, ép tới mức cơ bắp trên cánh tay của Liễu Quan Nhất nổi lên cuồn cuộn. Cùng lúc đó, một thanh tiên kiếm vô thành vô tức bay lên, đâm về phía ót của Liễu Quan Nhất, chính là một món bảo vật thành đạo khác của Cửu Cung Đạo Quân, Cửu Tuyệt Lục Tiên Kiếm. Mặc dù kiếm này đã bị Viễn Tổ xoắn thành cái bánh quai trèo, nhưng trải qua Cửu Cung Đạo Quân nỗ lực hồi phục như cũ, uy lực vẫn không thể coi thường. Nếu bị kiếm này đâm trúng, Liễu Quan Nhất không chết thì cũng phải mất nửa cái mạng. Cửu Cung Đạo Quân rời khỏi tiên giới tiến về nhân gian giới, nhìn như đạo tràng trống rỗng, nhưng kỳ thực sát cơ bốn phía, cho dù Cửu Thiên tạo phản cũng đừng hòng dung chuyển đạo tràng của lão. Nhưng sau lùng Liễu Quan Nhất đột nhiên có một chiếc quan tài bay ra, trong quan tài phát ra hùng khí ngập trời, kèn một tiếng nghênh đón Cửu Tuyệt Lục Tiên Kiếm. Cửu Tuyệt Lục Tiên Kiếm vậy mà không thể đâm thủng chiếc quan tài này, hùng khí phát ra từ trong quan tài kia thậm chí làm vặn vẹo Đại La Đạo Tràng, để cho người ta cực kỳ khó chịu, giống như trong quan tài cất giấu một tuyệt thế hung nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong quan tài này nhảy ra để đại khai sát giới. Cùng lúc đó, một tay khác của Liễu Quan Nhất đã chế trụ mặt của Cửu Cung Đạo Quân, bóp nổ đầu nguyên thần, câu hồn phách của lão, kéo hồn phách từ trong thân thể không đầu kia ra. Năm đó ta một mình xông vào Đại La Đạo Tràng của Thái Ất Thiên Tôn, chém 10 tôn thiết địa nguyên thần của hắn, người cho rằng người tu thành diệu cảnh, ta sẽ không thể đối phó được với người ư? Liễu Quan Nhất tướng mạo hung ác,
chế trụ hồn phách của thiên địa nguyên thần, khiến nó dãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát được, phi thân lên đánh về phía vạn đạo kim thư trên bầu trời. Thân hình của gã lóe lên, giao thủ hơn 10 chiêu với vạn đạo kim thư, đột nhiên xoẹt một tiếng, xé rách một tờ vạn đạo kim thư. Chí bảo vạn đạo kim thư tự có linh tính, vừa bị hao tổn đã vội vàng đánh một vệt kim quang xuống, chiếu lên đám người Liễu Như Ý, Chu Thiên Tử, cửu tuyệt lục tiên kiếm bay tới, xông vào trong kim quang, bị đạo kim quang kia thu cả người lẫn kiếm vào trong sách, phá không lao đi. Liễu Quan Nhất không hề ngăn cản, lấy tờ kim thư kia. Kim quan của gã bay tới, rơi vào trong cái bóng của gã, biến mất không thấy gì nữa. Liễu Quan Nhất giơ hai tay ra hai bên, hồn phách của Cửu Cung Đạo Quân bị gã kéo một cái, cứ như vậy lập tức nổ tung, hóa thành một số hình ảnh. Đây là ký ức của Cửu Cung Đạo Quân bị gã triển khai. Bên trong Cửu Cung La Thiên Đạo Tràng trải rộng từng Cửu Cung Đạo Quân, có cái đi tới đi lui, có cái đang nói chuyện, có cái đang luyện công, có cái cười lớn, đủ loại thần thái biểu lộ. Liễu Quan Nhất nhanh chóng xem xét, tìm kiếm manh mối nằm đó. Cửu Cung Đạo Nhân là thiên địa nguyên thần của Cửu Cung Đạo Quân, tất nhiên sẽ có một phần ký ức liên quan tới chuyện Thanh Huyền bị hại năm đó. Nhưng mà gã tìm đến ký ức 60 vạn năm trước của Cửu Cung Đạo Quân, lại phát hiện đoạn ký ức này giống như bị người ta cố ý xóa đi, không được lưu giữ lại. Liễu Quan Nhất nhíu mày, đột nhiên phất tay áo một cái, Cửu Cung La Thiên Đạo Tràng lập tức âm âm sụp đổ. Gã phi thân lên, rời khỏi tòa đạo tràng này, tiến về phía La Thiên Đạo Tràng của Thái Nguyên Đạo Nhân. Thiên địa nguyên thần của Thái Nguyên Đạo Nhân đã nhận được tin tức từ sớm, trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch. Liễu Quan Nhất mặc kệ không hỏi, vừa tới đã lao vào đánh nhau. Qua vài chiêu đã đánh bại Chí Bảo Diệu Cảnh của Thái Nguyên Đạo Nhân, kéo ký ức của thiên địa nguyên thần ra tách ra một lượt. Liễu Quan Nhất nhíu mày, vẫn không có đoạn ký ức khi Thanh Huyền chết. Gã một trường đánh nổ La Thiên Đạo Tràng của Thái Nguyên Đạo Nhân, phi thân bay lên chạy tới La Thiên Đạo Tràng của La Thánh Nhân. Chẳng qua chân trước của gã vừa đi thì chân sau chủ nhân Lê Hoàn Cung đã xuất hiện, cẩn thận nhặt nhạnh mảnh vỡ thiên địa nguyên thần của lão sư nhà mình lên, lại thu hồi những mảnh vỡ ký ức kia. Ánh mắt của gã lóe lên, những thứ này tuyệt đối là chí bảo khó có thể tưởng tượng được. Thiên địa nguyên thần ẩn chứa tất cả đại đạo mà Thái Nguyên Đạo Nhân tu luyện mà nắm giữ, mà mảnh vỡ ký ức thì lại càng khó lường hơn, bên trong có cất giấu ký ức tu luyện của Thái Nguyên Đạo Nhân. Ta có thể mượn cơ hội này tra ra đạo truyền tâm kinh mà Thái Nguyên Đạo Nhân truyền thụ cho ta rốt cuộc có bị động tay động chân hay không. Ánh mắt của chủ nhân Lê Hoàn Cung lóe lên, thầm nghĩ, hắn hẳn là sẽ không giấu sơ hở trong thiên địa nguyên thần của mình đấy chứ. Chỉ cần tìm ra hắn động tay động chân ở đâu, ngày sau chân tướng phơi bày, ta có thể tự chế trụ ngược lại. Hết chương 563. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Cảm ơn và hẹn gặp lại.